xuống xíu xíu dưới rồi nữa. Tại mà cái bạc bằng cái à? Cái thế nào đây? Nè chị Thuận, bọn chị làm sao là đem khang lên lào dẹt chứ không nó hôi lắm nha. Dạ, đánh lâu ra tài. Dẹt sái luôn chứ không nó hôi lắm. Sẽ chiến nó sẽ chứ, giặt thì được. Thì chỉ chứ. Má ơi, tập lên học sĩ năm nay à. Mà thời gian đâu bọn chị sái đó. Thì sẽ chứ lắm à. Thời gian đâu mà chị bọn chị sái. Không, ấy là giặt xong rồi mình có mấy sái thì đóng sấy thôi, là khô là được. Ý là dạt mới dạt, có phải chờ. Đúng rồi, chờ mới dạt thôi, còn mới sấy thì khỏi cần. Nó ngồi chờ dạt chứ đâu có dạt được, đâu có gì được. Rồi thôi chị đem với nhau chị gạt cho mắt chị nữa. Thì chị. Cho khỏe. Đúng không? Nó đóng luôn mà ôm về có nổi không? Thì đang lại nắm cái gì đi đem về thôi, con nắm cái đi thử đem lên giặt trước. Sau cái đi mà đem lên giặt trước. Không, ra thì để với sao ra anh thay cũng được, mà chủ yếu giặt cái khăn lau mặt đó. À dạ, giặt đơn giản mà. Chị chưa nó cạnh giá nữa. Không, ra để với sao ra anh thay cũng được. Chị đánh với nha, chị giặt được. Được không? Được. Chị mà nó. Không, chị thường giặt cái giá cái lấy nè. Có chị mà nó. Quốc liền. Quốc thử. Quốc thử. Đố quốc. Đang cầm cái điện thoại mà quốc. Có cái chị thôi. Phải dơ luôn nha. Không. Dạ có. Chị lại hù cánh to hay nhỏ đi. Được không? Qua được không? Chị đứng đi qua được không? Được. Hồi tiên chị. Dạ. Nhỏ nhỏ nó cây một chút. Chị hai ra ra to là nhỏ đó chị. Dạ dạ một lần. Cái này nhá, lấy trả về nha. Mai có lấy mấy giờ về? Tích là con chi? Con tích là con rít chứ. Rít chứ. Thì anh nói đụng cái gì đó.
Đồng một cặp là đâu? Một ký là hai cặp. Một ký là một cặp. Một ký là hai cái. Lộn. Nè đổi tờ 50 ít thôi chứ đổi chị Loan thiếu này. Chị Loan ha thiếu tờ 50 lắm á. Đi biết sao chứ không, không biết đường nữa. Ủa chứ bữa thái nguyên lố luôn mà. Nguyên lố là 10.000. À. Tờ 50 đổi nhanh á. Tầng trăm thì thế gì? Chúc chị em ăn Tết vui vẻ nghe. Ăn Tết vui vẻ nghe, ăn Tết gì xì thì. Cảm ơn các bình thường nghe. Chị về chưa chị? Chị về đây chị ngó không? Ai quá à? Đi đây đi đây đi đây. Thấy chưa thấy chưa thấy chưa? Chị đi rồi quay. Anh chị ở đây ăn Tết vui vẻ nghe mình gì nhỏ. Nói ba chúc chị em ăn Tết vui vẻ. 1, 2, 3. Chị tụi em quên. Tụi gì? Tụi tiên. Bỏ em đây bây giờ. Chờ yên gì đó à? Chờ dịch lấy về đúng rồi, dịch lấy mơ, mơ chờ yên gì. Mơ chờ. À,
cục lúa ta đó. Cục nó nấu nhỏ rồi chị. Hả? Cục nó nấu nhỏ. Nó nhỏ hả? Hầu nhỏ. Hầu nhỏ. Sợ u mỡ u tí. Cái này cho hâm lồn một cục lô tơ với lô muối. Lô tơ không có cục chi. Nhưng mà nó hiền nó sao. Kêu các bạn hâm mà quên mùi giúp anh đó cũng quay tốn. Nhìn em lồn hết. Ừ, em quay ở đây có thứ nam nào mà nhìn qua thấy nó vẫn còn lồn. Hả? Em kêu nếu mình nó kêu sợ có người quay, nó kêu ví dụ như kêu thì qua người đang cớ qua kia đang cớ thay đổi vậy đó. Làm sao hết cho nó.